nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Em là Điền đây. Tại em đang ở đây là ở ngay trung tâm xã luôn, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và em đang đứng đây là mặt tiền đường nhựa rộng khoảng là 6 đến 7 mét anh chị. Và có mương nước luôn, có hai bên là mương nước. Và hôm nay em Điền sẽ giới thiệu anh chị một lô đất gần 3.000 mét vuông, có 300 thổ cư và chiếm 37 mét mặt tiền đường nhựa này. Và đây anh chị, em sẽ giới thiệu anh chị lô đất này. Đây anh chị, đất của mình đây. Và là từ cái ranh mốc này anh chị, bên này là có cái suối nhỏ. Suối nhỏ, đất mình đã rào hết lại hết rồi. Từ đây mà đổ hết cái tường bên này là 37 mét mặt tiền đường anh chị. Và sâu vô tới là 70 mét, có 300 thổ cư. Và đất mình có hai mặt tiền đường anh chị. Trước đất mình thì có cái con đường này đi thông thông ra quốc lộ 55 cũng như là ủy ban xã Bông Trang anh chị này. Đây. Hiện tại cái khu vực này thì điện đài và nước máy là tới nơi rồi anh chị. Đây, cái mặt tiền bên hông của mình đây. Đây anh chị. Đây mặt tiền đường bên hông. Thì cái hình thù của đất mình nó hơi uốn cong vô tí và nó bẻ ra lại. À, và rộng luôn đằng sau. Và cái hậu của mình là khoảng đâu đó là 60 mét. Là nở hậu ra là 60 mét anh chị. Và cái đất mình á, thì sẽ có là đường nó sẽ tương lai sẽ mở rộng thêm nữa. Khoảng đâu đó là vài mét nữa thôi. Nhưng mà không có nhìn nhò vào đất mình. Đất mình sâu tới tận 70 mét lần. Và trước mặt đây, trước mặt đất mình đây, sẽ có một con đường là nối thẳng ra luôn, hạt đường rất là rộng, nối thẳng ra quốc lộ 55 và đường đó đi ra rất là gần. Từ đây mà ra xã Bông Trang hoặc cũng như là đi ở quốc lộ 55 vài trăm mét thôi anh chị, đường này ra là tới rồi, đi ra là tới rồi. Như chị ở đây thì đứng đây nghe tiếng xe mà nó chạy luôn anh chị. Đây. Và đây em sẽ đi vào trong cái lô đất của mình cho anh chị xem. Hiện tại trên đất mình thì đang có cô chú đang ở đây là chủ nhà, chủ đất ở đây anh chị. Anh chị có thể thấy cái chỗ mình là đang trồng cỏ cho bò ăn nè và mía. Đất mình thì cũng tương đối là bằng phẳng anh chị. Em sẽ đi qua bên đây cho cô chú anh chị mình xem cái đất mình. Ranh của mình từ đây nè, đổ xuống thẳng xuống đây là 70 mét mà tìm đường đó, mà sau 70 mét đó, có cái mương nước nhỏ bên hông, không ảnh hưởng gì tới đất mình nha anh chị. Gần 3.000 mét vuông. Ao cá là của mình luôn anh chị. Đất mình có ao cá và chuồng bò sau hết cái tường rào đó. Cái chỗ mình bị bẻ cong ngay khúc đâu đây nè anh chị. Nói chung là cái đất mình á, so với đất người ta là chiều sâu tương đối là sâu hơn nha anh chị. Chỗ này thì chiều sâu trung bình ở đây khoảng là 40 thôi, nhưng mà đất mình sâu tới tận 70 lận. Và có hai mặt tiền đường, đường hiện hữu anh chị à. Có sẵn thổ cư là 300, rất là nhiều thổ cư. Và gia chủ của mình đang muốn bán cái này là 10 tỷ, tổng hết cái này là 10 tỷ anh chị. Rồi có thương lượng bất giấy tờ chút đỉnh. Từ vị trí đất này thì ngay trung tâm luôn, ngay trung tâm, gần ngay trung tâm xã Bông Trang anh chị. Rất là gần. Và khu dân cư, quy hoạch khu dân cư không có, đất mình không có quy hoạch gì, dính quy hoạch gì hết anh chị, khu dân cư hết. Này, chị có thể thấy. Đây, trước mặt của chú anh chị đây là cái em đang đứng ngay vị trí đất của mình.
đang ở trong vị trí đây. Cái trong đất của mình có một cái ngôi nhà nhỏ này anh chị, mặt tiền đường là 37m mặt tiền đường, và chiều sâu xuống đây là 70m. Cái đất mình hơi uốn cong tí, nhưng mà hậu mình là được 60m mặt tiền đằng hậu, cái hậu đằng sau nha anh chị, có hai mặt tiền đường. Như chị đã thấy này, cái đường này thông ra tất cả chợ Bông Trang này, ủy ban này, quầy thuốc và giáo xứ này, anh chị có thể thấy này, tất cả đường xã thông thương hết anh chị. Và anh chị cũng như là anh chị cũng đã biết là quốc lộ 5 là thông ra đi về hướng này là đi về suối nước nóng Bình Châu cũng như là biển Bình Châu dưới đó anh chị. Và ngược lại mình đi bông hướng quốc lộ 5 ngược lại thì mình đi thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đi thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, cũng như đi về từ đây về trung tâm huyện Xuyên Mộc cũng như thị trấn Bức Bủ thì cũng khoảng vài cây số thôi. Anh chị có thể thấy đây, từ đây từ vị trí em mà xuống dưới đây trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phước Bủ nè anh chị, thì khoảng vài cây số thôi anh chị. Và từ trung tâm thị trấn xuống dưới biển Hồ Tràm thì khoảng đâu đó là 7-8 cây số thôi. Nói chung là từ đây mà xuống biển cũng rất là gần. Anh chị có thể thấy vị trí của mình này, xuống biển Hồ Cốc này cũng gần nè, và biển Hồ Tràm cũng là tương đối gần, nhưng mà biển Hồ Cốc gần hơn anh chị. Qua bên này là tới ngay chỗ cái đường này xuống biển, gần đây là Bưng Riền đó anh chị. Bông Trang mình giáp với lại xã Bưng Riền nữa đó. Và qua xã Bưng Riền là mình tới xã Bình Châu rồi, cũng là rất là gần.